thiệu cho mình. Em tên là Quỳnh Phúc Đầm, năm nay 25 tuổi, hiện đang là hướng dẫn viên du lịch của... Còn em? Em tên là Nguyễn Thị Bích Trâm, năm nay em 28 tuổi, hiện cũng đang là hướng dẫn viên của Sài Gòn Tourist. Cái hướng dẫn viên du lịch thì cái môi trường của các bạn rộng lắm đúng không? Gặp được nhiều người, nhiều đối tác nữa. Lý do gì mà bạn lại quen một cái cậu bé mà thua tuổi mình như vậy? Thật ra đó thì đúc đầu là em là người vô công ty trước. Và sau đó thì ông xã em mới là người vô công ty sau. Mà cái ấn tượng ban đầu về chồng em là em rất là ghét. Tại vì người này bô lô ba la dữ lắm. Và người mới vào công ty mà mồm lúc nào cũng bép xép hết trơn á. Mà giọng đặc biệt rất là to. Còn hay hát giọng cổ nữa anh. Hay hát giọng cổ. Có thể nào hát một câu giọng cổ đi cho quý vị khán giả nghe được. Dòng sông quê em lớn lên trong bom gầm pháo dội, nắng dãi mưa dầu có tình mẹ chắc chiêu. Dòng sông tôi yêu chớ nhiều nhung nhớ. Em có vỗ tay cho chồng em mỗi lần anh ấy hát giọng cổ hay không? Dạ trước đó tại vì ấn tượng của em rất là ghét, nên là nghe xong là em bị dị ứng liền. Lại là mình thấy em là không có thích hát luôn. Lần đầu tiên em gặp mà vợ em á, em còn nhớ cái ngày hôm đó không? À, chỉ nhớ và ấn tượng đầu tiên gặp vợ của em đó chính là nói mình là sao em vô công ty mà em hát sùm hết trơn vậy? Thì không thích em hát trong công ty mà hát sùm như vậy, hát lớn như vậy. Đó, mà ấn tượng đầu tiên nhìn vô là thấy thấy cái chị này giúp ứng. To con, mập mạp, bạn vỡ. Mà lại nói như vậy mà mình mới mình đâu dám nói lại đâu. Đó, bắt đầu im. Thấy cô này chắc trong công việc người hướng dẫn viên mà sao mà chọn những người sao mà mập mạp dữ vậy, tròn trịa vậy. Nghĩ là mày nghĩ là chậm lắm. Sau này làm việc chung mới biết là bà xã em là rất là nhanh nhẹn, hoạt bát và rất là quyết đoán. Đó, mà nhìn kỹ thì cũng bụ bẩm dễ thương phúc hậu đúng với cái gu của em thích. Em thích người tròn tròn tại vì thân hình của em ốm yếu. Khi mà quen những người tròn tròn gì phải sao lại về ôm Rồi em sao? Em có biết là chồng em thích em không? Lúc đó em không có biết. Em chỉ biết được là cái người này để ý em là trong một cái cuộc cho hướng dẫn viên đi tập huấn để thử tay nghề. Thì vô tình không biết làm sao là em với chồng em là được sắp vào chung một nhóm. Thì tối hôm đó nhóm là mới tổ chức các cái trò chơi. Thì em với chồng em lại được mời lên tham gia. Thì cái trò chơi đó là mang tên là khiêu vũ trên giấy báo. Là sao? Và có nghĩa là một cái tờ báo trải ra xong rồi hai người đứng ở trên đó theo nhạc mở lên là mình nhảy trên đó. Khiêu vũ vậy mày lớn không? Dạ cái tờ báo giấy lớn nhưng mà càng lúc vô càng vào vòng trong thì cái chiếc giấy báo này nó sẽ càng được thu nhỏ lại. Thì em với chồng em là được vô cái vòng chung kết. Thì lúc đó là bắt buộc là người này phải bế người kia lên mà chỉ được đứng một chân trên giấy báo thôi. Ai bế ai? Thì lúc đó em đang suy nghĩ là chắc là bế không nổi đâu. Dạ, cứ nhìn thấy ốm yếu quá. Rồi cuối cùng ai ngờ đâu cũng bế được lên. Lúc đó là chị mới nói vậy nè. Bây giờ em bế chị lên nổi không? Cái là trong đầu em nghĩ là vô mánh. Cơ hội tới rồi. Nói chị cứ giỡn hoài. Ở dưới quê em á bao cám 70 kg em giác nổi huống gì chị. Còn khai ba em dở luôn cái một thẩm gọn trên tay rồi. Ôi em coi như là không tin. Bây giờ mọi người có tin không? Tin không? Tin không? Không tin. Bé thử. Bé thử đi. Tin thì bé thử. Trời ơi. Đó. Rồi. Không cần ngồi. Một chân. Một chân. Một chân. Một chân. Ai, trời ơi, hay quá. Đứng một chân. Dạ. Tin rồi. Sức mạnh của tình yêu dễ sợ chưa Thuận? Mà lúc đó đang ấy nữa. Đang ấy là gì? Đang chơi. Đang chơi em show chứ đừng có nói đang ấy. Rồi chắc là sau cái đêm đó thì sao? Dạ không, ngay lúc đó luôn. Em cảm thấy trời ơi, sao mà khỏe dữ vậy? Thế lúc đó là em được nhìn cận cảnh anh này hơn. Đúng rồi. Thấy cũng dễ thương, dễ mến và dễ nhìn. Mà nhìn kỹ thì cũng đẹp trai. Nói dâu em về, em giống như là em bị tương tư vậy đó. Đó, quan trọng nhất là quan trọng là khỏe. Đó, đẹp trai mà còn khỏe rồi. Rồi vậy là hôm đó tương tư rồi. Rồi mà cái khó là cái xưng hô với nhau đó. Dạ. Lúc đầu là chị em. Nhưng mà qua cái trò chơi đó xong về là thì các anh chị đồng nghiệp trong công ty là mới chọc dữ ha.
thơm ẩm cô ấy lên dữ ha. Đó, em mới chọc là ông xã bà xã này kia rồi. Lúc đó là em cũng giỡn hùa theo mấy anh chị đồng nghiệp là cũng là cũng kêu luôn. Là ông xã luôn. Ồ, dạ. Đây cũng bà xã luôn. Dạ. Như vậy là hai bạn này là may mắn đó nha, tại vì tự dưng có một cái dịp đó đó cho nên cái sự chuyển đổi nó rất là nhẹ nhàng và nhanh chóng đó. Cái đó có thể chứ gọi là khó lắm mà nha. Cái đó có thể gọi là cuộc thi định mệnh hoặc có thể là cú bế định mệnh nữa đúng không? Thì cái sau hôm đó về á thì em quyết định là chủ động là nhắn tin cho chồng của em để rủ đi chơi rồi đi xem kịch. Là khi nhận được tin nhắn xong rồi nhắn là hẹn 5 giờ qua để chở đi ăn uống rồi đi xem kịch. Em mới nhắn lại là ok bà xã. Hôm đó là hai dạ, người đi đâu? Dạ thì là đi ăn xong rồi đi coi kịch. Thì đang coi đang lúc cao trào đang cười vậy đó thì em mới thấy là cái tai ở bên đùi của ông xã em cái lần mò sang đùi của em. giống vậy đó. Mình lợi dụng ánh sáng của sân khấu. Mình lấy cái tay của mình từ đùi đây, mới cọ định nắm tay cô ấy. Nhưng mà lúc đó là chưa có dám lắm. Lúc trở về nào là một tay lái xe, một tay nó thì cà xuống đùi. Thấy con này chứ không phản ứng gì hết. Đó, bắt đầu là chụp cái tay để lên đùi luôn. Đó. Thấy con này cũng không biết lại luôn. Suy nghĩ nó rồi. Hiểu đẹp ơi. Tại vì lúc đó em thích quá nên thôi em để luôn. Hai em như là yêu nhau bao lâu thì mới đến kết hôn? Khoảng một năm anh, em là người chủ động. Thì em lúc đó em thấy là chắc mình cũng lớn tuổi rồi à, nên thôi em cũng muốn ổn định về gia đình á. Thì em mới là nói khéo với chồng em là anh nói là về thưa chuyện với ba má đi. Thì em chở bà xã về quê á, ra mắt ba mẹ với lại là gặp gỡ anh chị luôn. Ba mẹ mới nói là thôi nhỏ này nó lớn hơn mày tới 3 tuổi lận, mày không có cưới. Với lại tao đi coi thầy rồi, thầy nói là mộc với kim khắc nhau, về cự cãi hoài sợ không hạnh phúc đâu. Cái bà chị thứ hai mới nói là thôi cứ vợ cho nó, bởi vì ngày 21 tháng 12 sắp tới 2012 là tận thế rồi, chết cứ vợ cho rồi đi. Cứ vợ cho nó đi, để nhau nó có vợ rồi nó chết được. Em nghe vậy sao? Đó là em đang muốn cưới mà, nên thôi kệ. Lúc đó có tận thế thì em cũng được hưởng tháng mấy. Em có bé chưa? Dạ chưa có. Ồ vậy hả? Rồi lấy nhau về thì sao? Có khác lúc mà tìm hiểu yêu nhau không? Hay la mắng chồng, hay quá tháo, rất là nóng tính. Và giống như miền Bắc người ta gọi là gia trưởng. Lúc nào cũng áp đặt cái chồng là phải theo vợ. Đi ăn uống cũng phải theo vợ, đi mua sắm cũng phải theo vợ, mà kể cả mặc đồ đi chơi cũng phải theo ý của vợ luôn mới được. Thì người ta ra đời trước người ta khôn hơn, người ta thấy vậy là đúng rồi. Chị anh chị nghĩ thử coi, trời nóng vậy nè, các em rủ đi ăn, nó nói anh ơi thay đồ đi ăn, mà tự nhiên chồng nguyên cái áo tay dài vô, cái em nhìn em ngứa mắt của em, nói là trời ơi bây giờ nóng như là đổ lửa vậy đó, thì thôi mặc cái áo tay ngắn đi cho nó khỏe. Thế là không chịu, nói anh xăng lên cũng được. Cái em ghét quá, nói là thôi bây giờ là một là cởi ra luôn đi. Cái em ghét quá, lúc mà cởi ra giục đó em lấy cái em cắt luôn. Dạ không, cắt tan luôn cái áo đó luôn. Trời ơi dữ gì hả? Để cẩn thận nghe, mai mốt mà không nghe lời bà là bà cắt. Thăm hoài anh, thăm hoài mà chưa đó, léo phén. Ghen dữ không em? Vợ em là ghen mà không có chủ đề ghen. Ghen lung tung, ghen lung tinh. Vợ em đi công tác, em ở nhà mới gọi điện về, alo chồng đang ở đâu, mới đang đi uống cà phê đó. Đi với ai, đi bao nhiêu người, chụp hình gửi qua Zalo cho vợ. Mà thấy mọi người quen thì thôi, thấy lạ cái là bắt đầu là gọi điện thoại lại cũng sùng đó. Ủa sao vậy? Chắc phải có cái gì mới ghen đúng không? Dạ không phải, tại em sợ anh. Tại vì đẹp trai mà nhỏ tuổi hơn em nữa nên em phải giữ. Nhưng mà em đã phát hiện ra là chồng em có cái phốt gì chưa mà em sợ dữ vậy? Dạ cái đó là chưa. Vậy mà đã sợ dữ vậy đó hả? Rồi chồng em có thật xấu gì? Chồng em thì trước đây thấy chỉnh chu lắm, nhưng mà sau khi cứ về làm biếng anh hơi sợ tắm. Có nghĩa là một ngày cũng tắm, nhưng mà vô em thấy trời nóng em kêu anh ơi đi tắm đi, lần lựa cái hơi ngủ tới sáng luôn không tắm. Dạ quá mà sợ nước chứ, là đúng rồi. Cũng lạnh đi sao. Rồi còn làm biếng thì chẳng hạn như em đi công tác, cái nói là anh ơi nhà nhớ dọn dẹp nhà cửa nha. Cái em đi xong về là nguyên hiện trường luôn. Nguyên đai nguyên kiện hay quên nữa anh. Dạ đi đi vô nhà tắm á, mở nước tắm xong để luôn cho nó tràn vậy đó, quên tắt. Ra đi toilet ra cũng không tắt đèn luôn. Nhắc hoài cứ như là 10 lần là y chang như 10 lần mới xuống em tắt đèn. Rồi còn xong thì ủi đồ xong dục luôn, bằng ủi dục luôn mà tại chỗ vợ muốn dẹp. Vậy hả? Rồi bé có nhõng nhẽo với chị không? Thôi đặc biệt là rất cực kỳ nhõng nhẽo. Ngay mà biết ngay nhõng mà. Nhõng nhẽo mà kinh khủng luôn. Lông trời lỡ đất luôn á, chịu không nổi. Chứ không chị tin là ví dụ em nói là đồ nhiều quá rồi, mà mỗi lần đi làm chương trình là đòi một đôi giày mới, mà nhà quá trời giày rồi. Em nói là em không cho.
thì bắt đầu là cái mặt sụ lên. Nó nói thôi sao đâu buồn, sao nhõng nhẽo sao đâu. Vợ ơi, mua chồng đôi giày mới vợ. Giống như con vé vậy đó. Có lần nào mà nhõng nhẽo không thành không? Không, không có lần nào mà không thành. Ví dụ như ví dụ là chưa chịu á thì có nằm dạ không? Có nằm dạ không? Đừng nói đụng nằm dạ xuống là hai chân nó gì. Không có nói vậy đâu mà buồn. Không có nói vậy. Buồn không? Thì em muốn vợ mình cần phải thay đổi những gì không? Để cho gia đình hạnh phúc hơn, vợ chồng yêu thương nhau thì bớt ghen linh tinh đi, bớt ghen lung tung đi. Dạ, còn em muốn chồng em thay đổi gì? Thứ nhất là siêng năng hơn và phụ giúp đỡ việc cho vợ những cái công việc lặt vặt trong gia đình. Cái thứ hai nữa là đừng có nhõng nhẽo nữa. Nó nhõng nhẽo để mình em nhõng nhẽo thôi đủ rồi. Tụi em đang trong giai đoạn vợ chồng son đúng không? Son quá là son luôn vậy đó à. Chị nghĩ cái mà điều mong muốn ở chồng thì đối với em thì đâu có vượt sức em đâu đúng không? Đơn giản thôi mà. Sớm muộn gì nếu mà không mong thì đến một lúc nào đó khi mà em có em bé thì em cũng sẽ phải hết nhõng nhẽo thôi. Bởi vì cái chuyện đó là em bé nó dành hết của em rồi. Ngược lại thì về phía vợ em thì em chỉ mong là vợ em bớt ghen đi thôi chứ gì. Vợ em có con cái nó cũng không còn thời gian để mà nó khen em nữa đâu. Thôi cứ để hai vợ chồng thử có con coi làm sao nha. Nhớ điện thoại riêng cho tụi chị những lúc mà cần thiết nha. Những lúc mà gọi là cao trào nha. Chứ còn ngay thời điểm này thì những cái chuyện mà tụi em mong ước thay đổi nó chỉ là nhỏ nhặt chút vậy thôi à. Đúng không? Mong là tụi em lúc nào cũng hạnh phúc như vậy. Nói vợ vậy chứ mà mặt mãn nguyện lắm. Mãn nguyện vô cùng. Xin cảm ơn em. Bạn đi, bạn giới thiệu về mình. Em tên là Huỳnh Thanh Phong, năm nay 30 tuổi, hiện là kỹ sư cơ khí. Còn em tên là Huỳnh Ngọc Diễm, năm nay em 29 tuổi, em hiện làm kế toán. Hai người lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Lần đầu tiên mà tụi em quen nhau là do được một người bạn thân mà là Mai ạ. Tại vì cô bạn học cùng với em, cô hỏi em có người yêu chưa? Cái em nói là chưa, cái cổ mới cho nick của chồng em. Đó là chồng em đang ở bên Nhật, cô nói là anh này hiền, dễ thương. Chất phát thật thà nữa nên em ép nít. Lúc đó là Phong đang đi học bên Nhật hay là đi đang đi làm bên đó thì cũng buồn mà chưa có người yêu nữa, xong bạn giới thiệu các bạn của mình dễ thương lắm. Trai mà nghe dễ thương thích lắm, tò mò tìm hiểu nên cũng ép nít luôn. Sao nữa, định nhảy vô nói chuyện cho vui thôi chứ cũng không có định là tìm người yêu gì hết trơn. Hai bạn có chat webcam với nhau không? Dạ không ạ. Có nghĩa là chỉ thấy nhìn trên avatar thôi đúng không? Dạ không, nói chung là mỗi đứa gửi cho nhau tấm hình. Ảnh gửi cho em tấm hình mà đẹp trai, cao to đồ phong độ lắm, đứng trước biển giang chân làm dáng làm kiểu đồ đủ thứ hết. Lúc em gặp ngoài đời mới thất vọng không? Trời thất vọng quá luôn chị. Không, nhưng mà em là cũng gửi hình lại cho dạ, Phong đúng không? Dạ đúng rồi, dạ em cũng có gửi tấm hình. Chụp hình mà bằng điện thoại á, thấy nó mờ mà nhìn chỉ có thấy hai mắt to mà đen nữa. Y chang cá thôi lòi. Em vén cái tóc cho nó gọn lên cho chị thấy đôi mắt cá thôi lòi coi. Ôi mắt nó đẹp gì mà hô là mắt cá thôi lòi. Tại trên hình nó nhìn nó to quá đen nữa. Rồi cái lúc mà em gặp ngoài đời em ấn tượng thì sao? Thấy là thấy dễ thương. Nhưng mà hai tâm trạng khác nhau đó, một bên thì thất vọng, một bên thì cảm thấy quá là dễ thương, hiểu không? Dễ thương. Nhưng mà thương có dễ không? Hơi khó nghe. Hơi khó. Thì nửa năm sau em về Việt Nam, gọi điện đòi xin gặp á, không cho gặp, kêu là gặp cho sớm để nó từ từ cho nó vui. Bữa đó em gọi cho bạn em, may sao bạn em đang học chung với vợ em, chứ giờ Diễm không cho gặp thì đó bạn mới rủ về ra, lúc đó mới gặp nhau được. Ủa Diễm, Diễm mà lý do là sao mà Diễm không muốn gặp? Mà em sợ mà lỡ mà gặp nhau mà không yêu thương gì được á, lúc đó mất bạn nữa. Nhưng mà lý do gì mà quyết định gặp? Em cũng không biết cái kế hoạch của bạn em với lại chồng em gì hết á. Lúc đó là đi học, cái bạn em nói thôi cúp cua đi, đi ăn, cái em cũng cúp cua luôn. Xuống cái gặp anh này. Sao? Sao? Bất ngờ anh. Nhìn nó không giống như trong hình. Đẹp quá mà đúng không? Xấu quá. không giống như trong tưởng tượng phải không? Không, không giống. Nhìn dữ mà nhìn lùn. Xấu quá. Xấu banh nhà lòng. Rồi sao nữa? Thấy là dễ thương hơn ở trong hình. Nhưng mà có cái là cách nói chuyện á. Nói với em là trời, hai người lâu ngày không gặp nhau sao không chịu ôm hôn nhau đi nữa chứ trời vô nhiễm.
Còn vô duyên ghê. Có nghĩa là bạn của em á hả? Dạ. Bạn em nói đó phải dạ, không? Em nói là chồng em với bạn em sau lâu ngày gặp nhau mà không ôm hôn gì hết vậy. Ừ. Đó, cái ảnh phán cho em nói em vô duyên. Dạ. Nói luôn ngay tại chỗ luôn hả? Mất điểm dữ dội vậy đó. Sau cái ban đầu á, nhìn thấy mặt Phong là Diễm đã thất vọng rồi. Vậy thì lý do gì mà Diễm lại yêu anh rồi quyết định cưới anh? Dạ em nghĩ chắc tại vì do bịt hạt điều anh ơi. Tại vì là có một hôm cái anh gọi em, cái anh cũng hỏi là ăn hạt điều hôn anh Phong đem lên cho. Cái em nói ăn. Qua ngày sau cái nhận được bịch hạt điều mà thấy cái tay á chị, nó bị vừa dính mủ nè, vừa đen nữa nè, mà vừa bị phồng, bị rộp lên là do nướng hạt điều tươi. Nó tự nhiên nhận cái cảm thấy mình có tội lỗi hay sao đâu á. Là tự tay Phong làm. Dạ đúng rồi. Dạ, tại về quê thì bên nhà em có trồng điều nhiều á. Má thường hay lựa ra những hạt to to cho mình nướng đi. Không, mỗi lần về chơi má đưa ra nướng. Cả nhà ăn ở xong trực nhớ tới gọi điện lên kêu ăn, ăn nướng thôi chứ cũng lúc đó đâu có biết ý nghĩa là nướng hạt điều để gây tình cảm đâu. Nhưng mà Diễm lại nghĩ rằng là ngộ nhận đúng không? Dạ đúng rồi, em ngộ nhận. Dạ. Nhờ bịch hạt điều đó. Dạ nhờ bịch hạt điều, thấy cái cũng suy nghĩ lại, thấy mình thấy ảnh chắc ảnh cũng thương mình, ảnh mới nướng hạt điều cho mình ăn rồi. Dạ, thế với lại thấy cũng chất phát, thật thà, hiền lành nữa. Cái từ từ cái em quen. Phong với Diễm là quen nhau bao lâu? Tụi em quen nhau từ năm 2009 lần. Ừ. Dạ. Quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ, quen nhau cỡ 2 tháng sau. Có cơ hội em đi qua Nhật tiếp thì mới nói với Diễm là thôi đợt này. Anh nói em đi có 1 năm mà. Ừ. Nó xong rồi cái em gần em hỏi hoài, cái bắt đầu cái từ từ nâng lên 2 năm. Cái hỏi nữa nói anh nói thiệt đi. Cái bắt đầu cái nói anh đi cho anh đi 3 năm đi. Trời ơi, em nghe xong thực sự là rất rất là buồn luôn chị. 3 năm em tính ra là coi như em 30 tuổi mất tiêu rồi. Mà chờ mà gặp mà mình ở nhà mà mình chờ đợi gì nữa, ai biết được về rồi có chịu cưới hay không. Rồi xong rồi ai biết được qua bển có gặp cô nào nữa không. Nói chung là lúc đó vừa buồn vừa lung lay mà suy nghĩ nhiều dữ lắm. Ủa Phong, đó là đi học? Dạ đi làm. Đi làm. Nhưng mà anh muốn hỏi là tại sao Phong không nói thẳng luôn là mình đi 3 năm? Dạ tại do là lúc đó cũng thương Diễm nên mà nói đi 3 năm luôn á thì sợ Diễm buồn, Diễm chịu không nổi chú sốc. Cái cảm giác chờ đợi 3 năm kinh khủng lắm. Dạ đúng rồi, trời, trong khoảng thời gian đó lúc mà anh nói với em á là coi như là ngày nào về cũng khóc hết á. Khoảng thời gian đó phải nói là thật sự là em nói là kinh khủng. Anh nói bao lâu thì anh đi? Chắc cũng khoảng 1 tháng đó là anh đi rồi, anh chỉ thông báo với em là thôi anh có cơ hội đi Nhật. Như là một sự thông báo thôi đó. Dạ đúng. Chấp nhận thì chấp nhận, không thì thôi. Em có nghĩ rằng là chấm dứt cái mối tình này đó mà anh tìm mối tình khác không? Dạ không, lúc đó là lỡ thương quá rồi. Phong đi là 3 năm sau Phong quay về. Dạ không, đi qua đó thì khoảng chừng gần 2 năm thôi. Nhớ chịu không nổi xong qua Việt Nam lại và định hỏi dạ. Cưới. Dạ. Ê, sau khi mà lấy nhau thì em phát hiện ở vợ em có cái tật xấu gì không? Nó ăn dở khác à? Nói chung là thường là món chính là trứng thì gói. Ngoài cái chuyện mà không biết nó ăn ra thì còn gì đó? Dạ có một cái mà trước khi mà cưới nhau á là mẹ em có nói một câu rồi, con cưới con Diễm về á có cái tật xấu mà con sẽ biết, em hỏi hoài không chịu nói. Mẹ kêu để cưới về rồi biết đi con. Tối mà cưới xong á nghĩ hai chồng ngầm tôi tivi, đang coi tivi xong quất một cái chát. Là gì? Không phải quất cái chát mà quay lại thấy vợ đang cắn mình. Ủa hỏi tại sao em cắn anh? Em ngứa răng. Mọc răng hả? Không chị, tại vì không biết làm sao tật em cảm thấy em bị ngứa răng. Nhưng... phải tìm người nào mà cắn cho bằng được. Ngoài lỗ tai ra còn cắn chỗ nào nữa? Dạ cắn đủ chỗ, tay chân ngực rồi cắn. Mà có khi nào cắn mà để lại dấu răng không? Có, tại vì có nhiều lần mà em cắn á bị bầm xong rồi bị chảy máu nữa. Cái xong rồi cái tự nhiên lúc đó em thấy hối hận quá. Thôi em xin lỗi anh, em hứa lần sau em không cắn nữa. Xong mấy ngày sau em cắn tiếp. Bây giờ thực sự là chị không hình dung được là tại sao em lại cắn như vậy. Tại em ngứa răng thiệt hay là cái cảm xúc của em lúc mà tự nhiên em thấy thương chồng quá, yêu chồng quá, là mình muốn cấu, muốn nhéo, muốn cắn, muốn xé vậy đó. Không chị, chắc tại ngứa răng thiệt chị. Tại lúc mà chưa có chồng á thì cứ đeo theo má cắn má thôi. Rồi vậy là hiểu rồi, coi như là mẹ em chỉ muốn gả em đi cho rồi đó. Để coi coi như là có người thấy thân. Ừ. Có người thấy thân. Ở nhà lâu lâu nhiều khi má đang làm vậy cái em lấy cái tay em cắn một cái xong rồi cái má quay qua quýnh cái bóp cái rồi hai má con giận. Vậy á, rồi giờ chồng em có bị chồng em quýnh kiểu đó bây giờ chưa? Em thì mới đầu cắn thì nó đau mà cắn hồi cũng ghiền. Ghiền cắn luôn hả? Dạ. Cắn ghiền mà tốt, ngày nào không cắn thì lại cũng hơi buồn. Ủa gì à? Ủa. Ví dụ mà giờ không cho cắn nó giận không? Dạ, dạ gì dặn xong lên ống chịu chịu luôn, đập tay đập chân vậy. Ủa trời ơi, chị không mình vô. Rồi xong dặn chạy vô phòng, nằm đó,
khóc, không phải khóc mà là lăn qua lăn lại rồi nhũng nhẽo, rồi theo cái tật nhũng nhẽo nó đập tay đập chân vậy nè, không chịu đâu, không chịu đâu, như nít vậy á. Xong lúc đây mới vô kêu nè cho cắn một miếng này, lúc đó mới không. Trời vậy đó hả? Em chị không tưởng tượng được cái lúc vợ em mà cắn ra làm sao. Em bây giờ cắn ra thử nghe. Thử đi mọi người vỗ tay đi. Mọi người vỗ tay đi cho. Nếu em không cắn vậy cái này là anh tình nguyện anh cho em cắn chứ không phải là em muốn cắn. À, trời ơi vậy là đã đó, đã đó phải không? Rồi, có thêm một cái mặt đồng hồ nữa. Đúng rồi. Rồi nhõng nhẽo thì lăn đùng ngã ngửa ra đây vậy đó hả? Anh chạy vô giường, lựa cái niệm em mới xong chạy vô xong rồi lăn qua lăn lại rồi. Vậy là em phải cẩn thận nghe, chứ mốt mà có em bé đó là lúc mà nhà lúc em đi vắng lại nhà cắn con đó. Có cái là để cái là thích ăn mía, cho ăn mía nó cắn rất là nhẹ. Ăn mía hả? Trời ơi, sao em có chuyện sao thích tuy dữ quá. Bởi vậy nhà em lúc nào cũng có mía đầy ở trong nhà. Hả? Mà bữa nào mà quên mua mía là tối đó ăn cắn nặng á. Vậy đó hả? Trời ơi. Trời ơi, vậy em có mong muốn vợ em đừng cắn em nữa không? Dạ cũng có, nhưng mà nói chung cắn là đã ghiền rồi. Rồi ngoài ra còn gì đâu? Thứ hai là nấu ăn ngon ngon chút. Tại em nghĩa là nâng cấp lên xíu à, thêm một số món vô nữa. Dạ. Chứ không phải là mì với trứng, đúng không? Dạ. Hay còn em? Dạ, em mong muốn chồng mình thay đổi sao? Mỗi lần mà có giận hay gì thì cứ việc nói ra, chứ đừng có mà im im. Cứ mỗi lần mà giận hay gì cứ vô trong phòng, chân mày thì trâu lại, cái mặt thì lầm lầm lì lì, cầm cuốn sách tiếng Nhật ra đọc. Em nói gì cũng không nghe, em hỏi gì cũng không trả lời hết trơn á. Ghét quá vô rồi, ý là em năn nỉ luôn, em nói thôi đừng giận nữa nha, vuốt vuốt vậy cũng không chịu luôn. Tới chừng mà đợi mà em tức lên, em giận lên rồi bắt đầu mới thôi mới thôi. Thưởng không chịu mà muốn phạt. Với lại thêm một cái nữa là em cũng muốn ảnh là biết chia sẻ nhiều hơn. Tại vì có gì anh cũng giữ trong lòng không mà ông không có chia sẻ gì hết á. Em nói vợ chồng thì sống với nhau cả đời mà chị. Nên em muốn là có gì thì cứ chia sẻ với nhau. Còn gì nữa không? Bớt nóng tính chút xíu. Mà mỗi lần nóng tính vậy cái đi lấy tay vậy nè đập vô tường. Cái nhiều lần em khuyên là thôi đi đập đầu vô gối đi cho đỡ đau ta, đỡ đau. Tự nhiên đi đập ta vô tường vậy rồi chảy máu rồi tùm lum hết. Anh đâu đau đâu mà em đau nè. Thấy em đau chưa? Dạ, giờ mới biết. Giờ mới biết, giờ mới biết. Mai mốt mà giận hay gì mình đập tay đó, mình đè bà ra mình cắn bà lại. Cái trường hợp của cặp vợ chồng này vui quá ha. Thuận, em đừng áp dụng vợ em, đừng về cắn nó nghe. Cắn chứ, giả không còn cái răng. Hai người này vẫn còn rất là dễ thương đúng không Thuận? Từ cái mâu thuẫn của hai bạn cũng có gì ghê gớm. Hai bạn không có dễ thương, mà là quá dễ thương. Anh Thuận khéo nói ghê á. Yeah. Rồi chúc hai bạn là luôn luôn hạnh phúc như vậy. À, xin cảm ơn hai bạn. Ngồi đi con, ngồi đi. Ghế này nó không có vững hay sao? Em đừng có dối lòng. Quý vị khán giả thấy rõ ràng á, lần nào cũng vậy, gặp ai cũng vậy là Thuận rất là mau miệng. Ơ, chào bạn, chào cặp vợ chồng. Nhưng mà ngày hôm nay thái độ em hơi kỳ cục. Em nhìn vô một hướng một thôi, nhìn thấy không được. Và em té cái té đầu tiên như vậy là chị thấy không hợp lý. Cái ghế này không có vững. Không phải vững. Cô dâu quá xinh xắn mà, đúng không? Bây giờ em tên gì em nói đi. Là em tên là Phạm Thị Hiếu, năm nay em 22 tuổi và nghề nghiệp của em là nội trợ. Còn em? Em tên là Nguyễn Đức Thịnh, năm nay em cũng 22 tuổi và em ở nhà kinh doanh ạ. Lấy nhau được mấy năm rồi? Em lấy nhau được 2 năm 5 tháng rồi ạ. Có nghĩa là lúc 20 tuổi là đã làm đám cưới rồi đó nghe Thuận. Dạ. Là nhỏ xíu xíu á. Dạ. Vậy thì cái chuyện tình của các bạn là được bắt đầu bằng những câu chuyện như thế nào? Tụi em có học chung một cái trường cao đẳng, sau đó có học chung một cái lớp quân sự. Thì em thấy có cô bé xinh xinh, dễ thương. Xinh ơi là xinh á. Em mới bảo với bạn em mà, ê mày, mày có tin tao nháy mắt với con bé kia không? Thế là bạn em nó cười, nó không nói gì, cái em quay qua em nháy mắt luôn, nháy mắt. Sao em lúc này em có thấy em có nháy lại không? Có, lúc đó em đang ngồi chơi với bạn em á thì thấy tự nhiên có thằng nào nó ngồi bên kia kìa, tự nhiên nó quay qua, tự nhiên nó nháy mắt mình cái. Và lúc đó em cũng không có ấn tượng gì, chỉ cảm thấy là tự nhiên cái thằng này có đôi mắt một mí. Nháy nháy nữa nên mình thấy tếu tếu buồn cười lắm. Thế là em cười. Là lúc đó em thấy buồn cười. Đó em cười vậy là anh này còn chết nữa. Bởi vì lại có cô gái có chiếc răng khờ. Đúng vậy. Lúc mà thấy bạn em cười vậy thì cái cảm giác của em tưởng là em đã chiến thắng hả hay sao? Chưa tự tin chiến thắng được. Có nháy tiếp không? Sau đó em mới rủ bạn em bảo mày với tao
tới bắt chuyện với cô ấy. Bắt chuyện xong thì bạn em xin số điện thoại của cô ấy. Em thì lúc đó tận dụng cơ hội mình cũng lấy số điện thoại luôn. Nhưng mà không cho biết, mình nhớ đầu tí nữa mình ra mình biết là nghe đúng không? Dạ. Sau đó em thì em có nhắn tin cho mình làm quen được không? Sao nữa? Em nhắn tin cho bạn, không nhắn tin lại. Em mới bực mình, em nghĩ đầu chân chẳng. Em mới nhắn tin bảo có gì mà nhắn tin mà không trả lời, sao mà người gì mà chẳng thế. Lúc đó em đang đi xem phim là không có biết có tin nhắn. Xong rồi lúc sau mở điện thoại lên thì em thấy có hai tin nhắn liên tục luôn. Em mới nhắn tin lại cho hỏi bạn là ai vậy. Thì anh này anh nhắn tin lại tên là mình, tên vô danh. Nhưng mà cái lúc đó khi mà hai người con trai cùng ngồi ở trên á, một dạ. người thì quay xuống nói chuyện với em, còn dạ. một người thì như này, thì cái cảm giác của em đối với hai người đó là em thích bạn nào hơn? Bạn kia thì đẹp trai hơn bạn này. Sau đó thì em có quen bạn kia đó. Rồi trong cái thời gian mà bạn kia chở bạn này thì bạn ấy tâm trạng thế nào? Từ lúc đầu nhìn cô ấy dễ thương xinh xắn, có cái cặp trang khẩn rất là đẹp, rất là có duyên, bị hớp hồn từ lúc đó luôn, đúng là yêu đơn phương luôn. Em có biết bạn này yêu đơn phương em không? Dạ không ạ, em không biết ạ. Không hề biết luôn? Dạ không ạ. Đến khi nào thì mới biết? Lúc mà ngày sinh nhật của em, tối hôm đó bạn đến chở em đi á, thì em hỏi bạn là đi đâu thì bạn không biết nói, bạn kêu là bí mật lát rồi biết. Thì bạn ấy chở em đến quán cà phê, thấy để sẵn một chiếc bánh sinh nhật ở trên bàn á. Lúc đó em mới biết là này là bí mật tổ chức sinh nhật cho mình. Cảm thấy là chắc bạn này cũng có ý gì đó với mình á, nên là mới làm như vậy. Sau cái buổi tối sinh nhật đó về á, thì bạn ấy có nhắn tin hỏi em là Hiếu có đồng ý làm bạn gái của Thịnh không. Lúc đấy em cũng thích bạn kia, tại vì hai giữa hai bạn này em không biết chọn ai hết á. Em mới phân vân, em kêu là để Hiếu suy nghĩ. Sau đó em có đưa ra quyết định là em chọn bạn kia. Thì anh này anh nhắn tin em bảo là ừ, nếu mà chọn kia thì đừng có hối hận nha. Ủa bây giờ gì em nhắn câu đó? Tại vì em đã biết chuyện hết rồi, nhưng em chỉ nói là cẩn thận đấy. Biết chuyện gì là như vậy nè, có nghĩa là như vậy nè. Người ta làm tổ chức sinh nhật cho người ấy xong rồi, người ta mới mạch dạng, người ta hỏi là chọn người này hoặc hay người kia, thì bạn này nói tạt cái kia. Tâm mặt là chọn bạn kia. Bạn này nhắn là bạn cẩn này thận, tức quá mới là phải nhắn cẩn thận đó nha. Nó cũng buồn đó, cũng buồn lắm, về nhậu nhậu nguyên tháng trời luôn. Nguyên tháng trời luôn. Và nguyên tháng đó là em là với bạn kia dạ. quen với nhau. Dạ dạ. Thì em quen bạn đó được một tháng thì em mới phát hiện ra là bạn đó có người yêu rồi. Và quen được 2-3 năm rồi. Là bắt cá hai tay. Dạ dạ. Xong rồi cái người bạn gái của bạn đó mới hẹn em ra để gặp mặt nói chuyện ba mặt một lời á. Thì lúc đấy em có nhờ bạn này, em kêu là có rảnh không chở Hiếu đi có việc. Thì bạn cũng chở em đi thật luôn. Khi xuống dưới đó gặp bạn thì em mới biết là anh kia lăng nhăng, thì quyết định là chia tay anh đó. Lúc về thì em có nói bạn thấy chưa, đã nói rồi, cái thằng yêu thật lòng không lăng nhăng thì không quen mà đi quen cái thằng lăng nhăng nó chưa rồi đó. Khi mà chứng kiến cảnh mà bạn gái mình chia tay cái bạn kia, lúc đó chắc là rất là vui đúng không? Đúng không? Cái gì? Sau khi chia tay xong em phải tiếp cận ngay, không thì thằng khác nó tiếp cận chết rồi. Em gọi điện rồi em quan tâm, tối em lên nhà tận mấy chục cây chở đi chơi. Rồi đến khi nào thì em mới chấp nhận cái tình cảm của Thịnh? Một tháng sau thì em quen nhau, em cũng cảm thấy là anh này anh cũng tốt bụng, cũng chân thành á, cũng yêu thương mình thật á. Thế em đi được ngắn phết đấy chứ rồi. yêu nhau thì bao lâu thì cưới? Tụi em quen nhau được 1 năm thì cưới á. Vậy thì trong 1 năm đó có bao giờ Thịnh làm cho em giận? Có, lúc mà cua em á thì rất là quan tâm, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện lên nhà em chơi hết á. Nhưng mà khi mà quen nhau rồi á, là anh này anh có tật là đi đá bóng, mà em nhắn tin gọi điện không có nghe máy á. Nên là em cứ hay nghi ngờ, em sợ người yêu mình chắc đi con này con kia. Lúc mà đang yêu thì anh chị thôi, ai cũng thế thôi. Đúng không? Lúc đó là vẫn còn đang yêu mà, đã lấy nhau đâu. Dạ lúc đó vẫn đang yêu ạ. Thì thế mà đã chỉnh mãn rồi. Dạ vâng, chỉnh mãn. Lúc đó là em coi trọng đá bóng lắm. Là ham nhậu nữa. Rồi đi nhậu rồi lúc nào, rồi đá bóng lúc nào, hai cái thể loại đó khác nhau. Một ngày em đi đá bóng phải từ 6 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Rồi từ 9 giờ tối nhậu tới 12 giờ đêm. Nhậu đến khoảng 12 giờ đêm. 12 giờ đêm. Từ sáng cho đến 6 giờ tối là em làm cái gì? Là em ở nhà thôi. Thế thì tại sao cái thời gian đó lại không dành cho không thì em là thế này. Yêu thì em rất là yêu, nhưng mà không thích nhắn tin nhiều, nó nhảm nhảm sao. Thà gọi điện luôn, một cuốc, sau từ sáng chiều khỏi gọi đi. Không quan tâm nhiều vậy, nhiều cặp đâu có được tới với nhau đâu. Rồi, vậy thì bao lâu thì mới cưới? 1 năm sau. 1 năm sau cưới, vậy ai là người chủ động kêu cưới? Cưới chứ, ai kêu cưới. Xin cưới, không phải kêu cưới. Đầu tiên là vợ em bảo, anh ơi,
Em thấy các cặp quen nhau 6-7 năm em thấy toàn chia tay không à. Thôi hay là mình cưới nhau đi. Em bảo cưới thì cưới, để em về hỏi mẹ đó. Để về hỏi mẹ. Là lúc hỏi mẹ, mẹ sung sướng mẹ không? Mẹ ơi, mẹ có thích bế cháu không? Mày nói vậy là sao? Em mới bảo thì mẹ có thích bế cháu không? Em bảo là thì mẹ cho con cưới đi. Ê, mẹ mới bảo tao cho mày cưới đấy. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Gần 20. Ủa nè, cái đó là nói cho mẹ vui vui pha trò với mẹ hay là cưới gấp? Hỏi ví dụ mà có cháu là nói đùa hay nói đùa nói thật không? Đùa đó thật không? Thì nhiều khi gặp bác sĩ bảo cưới. Nhưng mà hai bạn là có em bé chưa? Con có em bé rồi ạ. Có em bé rồi hả? Dạ. Trước em hay bé. Là sau cái lần hỏi xin mẹ làm đám cưới? Dạ sau đó. Hai bạn thì còn rất trẻ. Sau khi cưới về rồi đó, em phát hiện chồng em có tật xấu gì không? Em phát hiện chồng em có nhiều tật xấu lắm. Cái tật xấu đặc biệt của chồng em là rất là nóng tính, gia trưởng lắm. Mỗi lần mà nói gì mà không vừa ý là anh hay quát to lên á. Thế rồi ngoài cái chuyện mà quát vợ như vậy còn gì nữa không? Chồng em nói nhiều như đàn bà vậy á, hay bắt tội em. Ngoài ra còn gì nữa không? Còn tật xấu nữa của anh là sạch sẽ quá mức. Mỗi ngày anh tắm 2-3 lần, mà mỗi lần anh tắm là phải cả tiếng đồng hồ. Có mong muốn là chồng tắm ít lại không? Dạ, có. Dạ. Phát hiện cái tật xấu của vợ mình là gì? Hậu đậu, vụng về. Ví dụ ăn cơm suốt ngày cứ rớt, bực mình lắm. Rớt cơm hả cưng hay là rớt canh? Rớt đồ ăn, rớt đồ. Tại sao thế? Em cũng không biết nữa. Khi mà cầm tự nhiên nó rớt, em cũng không biết sao nó rớt. Mỗi lần ngủ thường là em ngủ là em phải ôm vợ mới ngủ ngon được. Nhưng mà đây em cứ quay qua ôm vợ là đẩy ăn để em ngủ đi. Đụng em không ngủ được. Thế con ngủ với ai? Con ngủ với bà. Nó còn gì nữa không? Hết rồi. Em có muốn chồng em thay đổi gì không? Dạ có ạ. Tự lo cho bản thân, tự chuẩn bị đồ cho mình đi. Tại vì đi đâu là em cũng phải chuẩn bị đồ cho em, cả con em nữa. Nên là em lu bu lắm, nhiều việc lắm. Mà mỗi lần anh ấy không có chuẩn bị hết á, rồi cứ nhờ em là em lấy anh cái này, lấy cho anh cái kia. Đó, nên lúc đấy em cũng thấy bực mình lắm. Ngoài ra thì em muốn chồng em bớt nóng tính đi. Trước mặt bố mẹ chồng cứ quát tháo to lên em cũng ngại lắm. Nhiều lúc em cảm thấy mình không được tôn trọng. Thịnh mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bớt cái hậu đậu vụng về đi. Cha, cái ca này hơi bị khó đó nghe, không có đơn giản đâu nghe. Thứ nhất là bây giờ là lấy nhau lúc mà còn trẻ nè, chưa có bung ra đời nè. Bên cạnh đó thì giờ lại có em bé rồi. Giờ không biết khuyên sao để nữa rối à nha. Tại vì thực ra mà nói như vậy nè, các bạn phải có một thời gian đó, các bạn tự lập. Dạ. Tự lực cánh sinh. Vâng. Thì các bạn mới đúng nghĩa là một cái gia đình nhỏ. Vâng. Chứ bây giờ thực ra là các bạn vẫn là một cái gia đình nằm trong một cái gia đình lớn. Cho nên là rất mà khó để có thể sửa và hòa nhập lại với nhau. Để tạo thành một cái gia đình riêng biệt của các bạn được. Đó, cho nên tôi nghĩ rằng với trường hợp của các bạn, một lúc nào đó các bạn xin phép thử ba mẹ cho tự lực cánh sinh thử coi sao. Thì lúc đó tự động các bạn sẽ điều tiết được. Đó. Dạ. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, cảm ơn chị. Hai bạn hãy tự giới thiệu cho mình. Em tên là Huỳnh Anh Tấn, em 30 tuổi, em là cán bộ viên chức. Em tên là Từ Kim Trân, em 29 tuổi. Trân và Tuấn gặp nhau trong trường hợp nào? Lúc đó thì em mới chia tay bạn trai cũ, hẹn một cô bạn thân đi hát karaoke. Vô tình bạn đó mới gọi cho anh này ra. Dạ. Thì nói là tao giới thiệu cho mày thằng bạn tao. Dễ thương lắm, đạo mạo lắm. Mà em gặp anh này em hết hồn. Hết hồn là sao? Cái gì cũng anh thấy Tuấn rõ ràng là đạo mạo mà. Bây giờ mới đạo mạo đó. Thì lúc đó là em đang ở cơ quan. Bạn của em mới điện thoại cho em, nói thôi bây giờ mày ra đây mày hát karaoke với tao. Cũng không có nói là giới thiệu. Nói em vô em cũng đâu có thích đâu. Em là em thích người con gái là phải giống như là trắng trẻo, rồi tóc dài, rồi mặt mày rồi phải đừng có trang điểm đậm. Như vô mà gặp bạn em là coi như là tóc thì tém nhưng mà da thì ngâm, mà trang điểm thì đậm nữa, mà bởi vì em vô em cũng không có thèm đến xỉa gì. À, cứ nghĩ là ấn tượng ban đầu của cô này về chồng cứ nghĩ là thấy ghê, còn chồng ấn tượng về cô vợ ban đầu là thấy gớm. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự là quý nhau? Lúc sự đó, kiện nào, dạ, sự cố nào thì mà xin số điện thoại, nhắn tin nói chuyện cái mới hẹn.
Thì cái bữa đó là cái đám cưới của một cái người bạn ở cơ quan, thì em mới điện thoại nói anh có cái đám cưới vậy, thôi anh mời em đi chung với anh. Cô ấy cũng đồng ý. Chở đi thì thấy mấy người trong cơ quan khen nó ở bạn mày cũng dễ thương đồ này nọ. Thì lúc đó thì vô em thấy cũng thích thích. Nhưng mà mỗi lần mà bạn đi chơi là bạn đến nhà chở bạn này đi. Dạ. Rồi ba má bạn có đồng ý không? Dạ không chị, toàn đứng ngoài đầu hẻm chứ đâu được vô nhà. Vậy hả? Dạ. Tại vì ba mẹ em cấm mà, đâu cho quen. Cấm hả? Chứ mà đã biết bạn này chưa mà cấm. Chưa. Tức là cấm cho quen với bạn trai đúng không? Dạ đúng rồi. Và cấm cho đi chơi. Dạ đúng rồi. Rồi lén đi ra ngoài đầu hẻm. Rồi về có bị gì không? Dạ ăn đòn. Lúc đó là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 25. 25 tuổi rồi mà còn cấm. Ăn đòn quá. Có thật sự là ăn đòn không đó? Ăn đòn. Ăn đòn hả? Bị quýnh bầm mặt luôn á. Trời ơi, khó thiệt luôn hả? Ủa cào mặt hay sao bầm? Không, mẹ em giận quá, mẹ em tán. Tuấn có biết rằng là mỗi khi mà cô này đi chơi với Tuấn về là bị đánh không? Dạ không, cái thời gian đầu em đâu có biết đâu. Cái sau này á, có lần đó hẹn ra cái đi uống cà phê thì thấy cái mặt bầm trên trán rồi bầm ở đây nữa. Thì lúc đó em mới hỏi, đâu có nói đâu, hôi bị té, bị gì không à. Nói, ủa sao té gì kỳ vậy, té vậy sao bị vậy, nó cái mới cởi ra. Là lúc đó đứt ruột đó đúng không? Dạ. Em có một cái quyết định. Lúc đó là em buồn lắm, cảm thấy nó đây rất quyết định luôn. Thôi bây giờ em để anh qua, anh gặp ba mẹ em. Thì để anh nói chuyện, anh xin ba mẹ em rồi cho anh với em quen với nhau. Mà qua thì mẹ bên bển cũng thôi cũng không nói tiếng nào hết á. Rồi xong. Sao tiếp đó có bị quýnh tiếp nữa? Rồi đi chơi tiếp nha. Không phải, chơi tiếp không có còn quýnh không? Đó, còn bị đánh không? Chuyện còn mà sao chơi kỳ ta? Tự vì mẹ em không chịu. Tại vì lúc trước bạn em là học ở trường cao đẳng là Hóc Môn á, là cái buổi lễ tốt nghiệp đó mới rủ em đi xuống dưới chơi. Mà vô tình là gặp ba của bạn em. Thì lúc đó thì cũng có uống bia. Quá trình nhậu nhẹt thì đám bạn của cô ấy là chỉnh hết luôn, không thì chỉ còn em với lại ba của cô ấy thôi. Là hai người cũng uống qua uống lại. Trong cái lần đó về là ba của cô ấy nói, mẹ cô ấy là nói thằng này là nó nhậu nhẹt dữ lắm. Nó nhậu dữ quá thôi. Không nói luôn mà. Không có cho. Thì sợ là sau này về cưới cho hay quen nhau là em đi nhậu hoài, em bỏ bê đồ này nọ. Rồi cuối cùng bây giờ cưới rồi thì chồng em có hay đi nhậu không? Còn nhậu hơn hồi xưa nữa. Như là cái điều tiên liệu của ba mẹ là đúng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có bỏ em không? Dạ không chị. À, nhậu mà vẫn còn. Nhậu vẫn lo. Nhìn hai bạn chắc có lẽ là anh chồng là người quản lý tiền bạc trong gia đình đúng không? Dạ. Đúng. Chồng quản lý tiền thì gì, phát tiền tuần hay tiền ngày? Tùy chị, em muốn đòi lúc nào cũng phải đưa. Có nghĩa là ảnh giữ tiền nhưng mà lúc nào em đang kêu ảnh đưa là anh phải đưa. Là không được thắc mắc. Không thắc mắc. Không được thắc mắc là đưa nhiều, đưa ít, được bao nhiêu. Ngày vậy em lấy nhiêu tiền chợ? Khi nào em thấy ảnh có nhiều tiền thì em lấy mấy trăm. Ảnh quản lý tiền sao em biết em? Vì em lục tiền. Vậy là đây đâu phải quản lý, đây là giữ giùm thôi đúng không? Nhưng mà Trân là cũng đi làm đúng không? Từ lúc kết hôn là em chỉ ở nhà thôi. Vậy thì cái thu nhập của chồng em là em biết? Biết qua lời khai của anh ấy hay là qua sổ sách mà của công ty? Chồng em không có nói, chị tự em kiểm tra. Trời ơi, chị biết có một cặp vợ chồng là giấu tiền trong ví nữa mà giống như sim điện thoại. Em thì không có xài ví. Bóp thì em chỉ bỏ giấy tờ, em để trong cốp xe thôi. Còn đúng. Tiền thì em để riêng ở ngoài túi. Tối em đi làm về thay đồ thôi, em để tiền trên đầu bàn á. Qua ngày mai có khi em lục ra em kiểm tra lại thấy thiếu 200-300 gì đó, 200-500 gì đó. Cái sale mà hỏi em có lấy không, em lấy em làm cái gì, lấy anh mua cái này em mua cái kia, vậy thôi nói mốt em lấy thì em nói anh đưa thôi, có gì đâu em lấy thì làm cái gì. Có nghĩa là ngủ giấc xong chuyện với mẹ thì mất tiền. Cái đó tiền nhỏ không, tiền lớn có cái đâu. Gửi tiết kiệm chị. Gửi tiết kiệm, những cái sổ đó em biết không? Chắc không biết. Mà sổ đó ai đúng? Bây giờ mới chắc không. Cái sổ là chắc ông chồng đứng tên. Dạ đúng rồi. Có bao giờ mà vợ của bạn cần lấy tiền mà rồi đôi khi là nó âm luôn cái số lương của bạn không? Dạ không. Em là siêu tiết kiệm luôn á. Có cái lâu lâu cái em cho bà xã em 1 triệu hoặc là 2 triệu đi mua đồ, dạ mà lâu lắm mà mấy tháng mới cho. Nhưng mà có tặng tiền cho vợ mình làm đẹp, đi spa, đi thẩm mỹ được không? Dạ cái đó thì cũng có, nhưng mà phải đi chung với em thì cũng lắng mạn. Thấy em có dễ thương không hay là anh thích em mình? Thích vậy chị, nhưng mà ông này thì ông không thích vậy. Ông không thích lãng mạn. Cháu thích đi nhậu luôn đúng không? Dạ. Đi nhậu có bao giờ phải dẫn vợ theo không? Trời ơi, dính liền với em luôn, đi đâu cũng rủ theo. Đi đâu cũng như Sam vậy đó hả? Dạ. Còn ngoài ra thì em đi bất cứ đâu anh cũng phải đòi đi theo. Đòi đi theo? Dạ, đi ra đầu hẻm cũng phải đòi đi theo. Dạ, em đi với bè thì em muốn đi theo như vậy đó. Thứ nhất là em muốn coi bạn của vợ em như thế nào. Thứ hai là ví dụ trong quá trình đi như vậy á thì mình không biết có xảy ra cái chuyện gì hay không. Có em thì em cũng có thể em giải quyết được. Còn giờ không có em đi thì lỡ có chuyện gì mất công mình, nói chung em lo, em không có thể nào cho vợ em đi được. Tức là nhưng mà lúc yêu thì đâu có cái nhu cầu đó đúng không? Dạ không. Thời gian quen tính đám
cưới là có đâu khoảng 6 tháng à? 6 tháng. Dạ. Rồi về lấy nhau cái là tự nhiên có cái cảm xúc, nó giống như là một cái sự gì, một cái ghiền á, đúng không? Ghiền vợ. Cũng chắc em nghĩ chắc cũng có thể. Biết bị ghiền. Nghiền vợ. Ôi. Thiếu không được. Chỉ có bao giờ mà vợ bạn đi đâu, bạn không không đi theo được, bạn khó chịu, khó chịu muốn biết vợ mình đâu. Trời ơi, đó chứ anh bắt em xài iPhone, bây giờ em mới biết là để ổng định vị em đang ở đâu. Hả? Cứ ổng đang ngồi học ở trên trường quân sự á, mà ổng điện thoại cho em hỏi đi lên Phú Nhuận làm gì chểnh vậy. Hết hồn, mở điện thoại ra thấy đang định vị em. Rồi có tắt cái phần định vị đâu? Không được quyền tắt. Trân có cảm thấy thoải mái khi mà chuyện mà chồng em định vị không? Ban đầu thì em cũng hơi bất ngờ, nhưng mà tại vì cái đó là làm cho chồng em đi học á, hay là đang đi công tác á, ổng yên tâm, ổng tập trung, ổng làm việc. Tại vì em cũng đâu có đi đâu mà bậy bạ hay gì đâu, lúc nào em cũng phải mở FaceTime lên cho ổng coi là em ngồi với ai ở đó. Vậy đó hả? 4 năm nay rồi mà vẫn giữ nguyên thói quen đó. Dạ. Cái đó là theo em, đó là tính tốt hay là ghen hay là không tin tưởng hay là những... Nếu như mà ảnh hỏi em một cách vui vẻ thì em cũng vui vẻ chị. Còn mà lâu lâu ảnh hay hỏi em tại sao giờ này em ở đó, sao giờ này không ở nhà ngủ đi mà đi tới đó làm gì. Thì em hơi bực bội khó chịu. Tại nhiều khi cái nhu cầu của em muốn đi tới chỗ đó bất ngờ, em đâu thể nào em phải điện thoại báo trước. Dạ. Còn vợ em có định vị em giống vậy không? Dạ không? Có. Cái này là em chỉ mới biết á. Tức là tự em trói buộc. Em vô vòng đó phải không? Còn rồi bây giờ em có ghen em không? Chắc chắn là em phải đi nhiều hơn cũ rồi đó. Dạ không có ghen, nhưng mà hay nói anh có đi chơi với lại đứa nào không? Hoặc là ví dụ mà sau này anh mà có ví dụ mà có quen ai rồi á thì nhớ báo cho em biết trước để em chuẩn bị. Mà em bực lắm á, thì vợ em nó hay cái suy nghĩ nhiều. Ví dụ đi lâu lâu thì em đi với khách thì cũng hơi về trễ, khoảng tầm có khi 11 giờ mấy mới về. Vợ em tưởng là đi chơi với lại con nào đó tính giờ này mới về. Mà mỗi lần như vậy là em lại bực mình. Nếu mà nhưng mà có quen một cô bé nào hay là có ngoại tình ở ngoài á thì đâu có thể nào anh lo lắng được em hay mấy đứa nhỏ hay. Ôi có nhiều người hay lắm á, lo đâu 4-5 người chứ đâu phải lo một người. Trời ơi, 4-5 người lo vẫn chu toàn như thường, việc nhà việc nước cũng như tề da mà dạ, số 1 luôn đó. Mà sao mà vợ em tưởng tượng được điều đó hả? Em coi phim anh. Coi phim mà tưởng tượng vậy hả? Dạ, khi ảnh ngồi kế bên em mà em coi phim có cái đoạn đó em thấy trong phim hay mà ở ngoài anh không có là em quay qua em sạc liền. Là coi phim Hàn Quốc nhiều đúng không? Dạ đúng rồi, coi nhập tâm lắm. Mà thường phim Hàn Quốc á, đôi khi á hai chồng cự cãi á, bà vợ tức quá sắp ly bỏ về nhà. Em có không? Dạ có. Về nhà bên mẹ ở dạ, bao lâu? Không bước chân ra khỏi nhà được đâu anh. Thì em cản em đâu có cho đâu. Vậy hả? Ôm dạ. Dạ không ơn mà em đập đồ nó giờ đi đập. đi cái rồi anh đập này liền á. Đi em vòng tay vô tường rồi em đập vô cửa rồi này nọ luôn. Bây giờ còn không? Dạ còn anh. Còn luôn. Càng lúc càng nặng. Rồi các bạn có biết là trong chương trình của mình á là sẽ có một chương trình bốc thăm trúng thưởng, không biết đâu chừng bạn sẽ trúng được một cái tivi hoặc một cái máy giặt hoặc một cái tủ lạnh. Trời ơi chắc không cho ông này trúng. Không đập hết cái tivi rồi đó anh. Đập hết cái tivi. Cái laptop mà anh bẻ đôi lại gì nè. Bây giờ vẫn còn hả? Không, trước đây thôi, giờ hết rồi. Vậy hả? Dạ. Thì lúc trước bực lắm, lấy dao về mà cứ một tuần mà đòi đi vậy hoài. Mà cãi nhau mà đòi mấy cái chuyện nhỏ nhặt hay không mà nói mà phật lòng chút xíu rồi không chịu, rồi đùng lên rồi lấy mở tủ rồi bỏ vô vali, bỏ đi đem về. Em cũng giận, em đâu có cho đâu. Nhưng mà nói thôi trời mới cưới nhau mà cứ đòi ly dị, đòi về nhà hoài bực. Em mới đóng cửa luôn, em không cho đi. Hoặc là cái họ cái em mới thôi lại em xin lỗi cái em năn nỉ đó. Mà một tuần em xin lỗi đúng 7 ngày luôn. Hỏi thiệt nha, trước giờ có đập em chưa? Dạ chưa bao giờ. Được. Chưa bao giờ quýnh. Cái đó là nghịch lý lắm em biết không? Hả mà đánh vợ là không bao giờ mấy kia bể chứ. Em hiểu không? Mà mấy kia bể là không bao giờ đánh vợ. Vậy thì cái đó có thể gọi là tật xấu của chồng em. Xấu lắm luôn à. Xấu lắm đúng không? Dạ. Và cái chuyện mà giận một cái là đòi ly dị, đòi xách đồ về nhà mẹ. Dạ. Đó là tật xấu của vợ em. Dạ. Ở ngoài ra còn gì nữa không? Hay bắt nạt em lắm. Ví dụ em hỏi này, em này vậy phải đúng không? Vậy không? Xe qua. Em làm gì em hỏi hoài, anh hỏi hoài bực mình quá đi. Giờ đang có gì đó nạt em, nạt thôi luôn à. Có, rồi sao em có nạt lại không? Dạ không, em có nạt ở đâu cái em mềm em nói hết. Ngoài ra còn có tật xấu gì nữa không Tấn? Thì còn có một cái nữa là có hơi một chút tham lam. Ví dụ nó anh ơi cho em tiền đi siêu thị, nó đưa 300 không đủ rồi đưa thêm 200 đi 500. À. Đó là lấy sẵn thôi nếu mà có. Dạ đúng rồi. Trời ơi, kể ra là tụi em 4 năm rồi mà thấy còn yêu nhau dễ sợ luôn á, qua cách nói chuyện á.
Nếu mà em mong muốn là duy nhất một điều muốn chồng thay đổi là cái anh bớt nóng tính đi chị. Còn em? Em chỉ muốn là về hay đi gặp và em cười cái hỏi là anh đi anh về anh đang làm anh có gì không hay sao là em hết mệt liền à. Đúng. Dạ. Với lại đừng suy nghĩ nhiều quá, em suy nghĩ đơn giản thôi mà nhiều lúc suy nghĩ nhiều quá là đâm ra là mệt mỏi rồi nghĩ lộn. Dạ đúng rồi. Vậy là cũng hữu tương đó em. Đó. Thấy không? Đúng rồi. Đừng suy diễn thì ông này suy diễn thì sẽ không nóng. Dạ. Bớt coi phim lại, ổng vừa về đến nhà là cười cái chào anh cái rồi bảo đảm hết nóng nhé. Dạ. Rồi xin cảm ơn em.